Hello mọi người, chúng mình lại gặp nhau vào thứ sáu hàng tuần đúng không? Và đương nhiên, chủ đề hôm nay vẫn là một bộ PC. Hôm nay sẽ là một bộ PC về đồ đỏ AMD. Thì cũng sẽ giống với những bộ PC giá rẻ lần trước, nhưng mà tuy nhiên thì hôm nay cấu hình nó sẽ vượt trội hơn, nhưng mà giá thì vẫn tầm đó nha, dưới khoảng 8 triệu đồng. Bộ PC này thì anh em có thể vừa làm việc về media này, làm việc content này, vừa có thể chơi game luôn, những tựa game như là Valorant, chơi máy hình thoại, CS:GO và thậm chí cả những cái tựa game mà hơi nặng nặng chút thôi, chứ nặng quá nó kế không nổi đâu. Và để biết xem thử là cái bộ PC này nó có thể làm được những gì á, intro thôi. Rồi, về cái bộ PC của chúng ta thì nó quan trọng nhất là cái gì? Đó là CPU đúng không? Vì nó đâu có cặt rời đâu. Và ở đây thì mình đang sử dụng một cái con CPU để đồ đỏ AMD đó, là con Ryzen 5 4600G. Nếu anh em không biết á, thì cái em Ryzen 5 4600G này á, nó là một cái bước đột phá của đồ đỏ AMD ở trong cái phân khúc tầm trung nha. Với cái sức mạnh của nó là 6 x 12 luồng cũng như là sử dụng cái Zen 2 á, thì cái hiệu suất nó sẽ vượt trội hơn so với lại là cái người tiền nhiệm của em nó. Với Zen 2 này cũng như là cái quy trình 7 nanomet á, thì nó sẽ có những cái điều đặc biệt sau đây. Nó sẽ giúp cho anh em tăng cái hiệu suất lên nè. Ngoài ra thì cái thứ hai á, nó sẽ giúp cho anh em giảm độ trễ đi, mặc dù á, là cái lượng điện tiêu thụ của nó rất là ít nha. Một cái nữa là nó sẽ có 3.4GHz, khi mà ép zoom lên thì anh em sẽ được là 4.2GHz. Ok. Và một điểm cuối cùng của em nó nữa mà mình thấy nó khá là đặc biệt, đó chính là cái card onboard của em này nè, nó sẽ có một cái sức mạnh hơn so với lại là hơn so với lại là một cái con card R, đó là con GT1030 luôn á. Và để biết được là cái con card con CPU của chúng ta nó mạnh như thế nào á, thì mình sẽ đem nó so sánh với lại là một cái con chip bên độ xanh. Mình sẽ tiến hành so sánh cái em Ryzen 5 4600G này với lại là một em đến từ độ xanh, đó là con i5-10400 ha. Và cái lợi thế duy nhất của con i5-10400 so với lại là cái em Ryzen 5 của chúng ta ngày hôm nay á, đó chính là lợi thế về cái bộ nhớ đệm. Đó là bộ nhớ đệm L3 là L3 đó, thì nó sẽ có khoảng tầm 12MB so với là 8MB của em này. Đó là cái điều mà i5-10400 hơn thôi. Còn về Ryzen 5 4600G thì nó có gì hơn so với kia? Rất là nhiều thứ nha. Để mình liệt kê cho các bạn. Điều đầu tiên đó là về hiệu suất card onboard thì em này nó lại lớn hơn như mấy bạn đã nói rồi. Cái thứ hai á, là về cái bộ nhớ cấu hình, cũng là sử dụng DDR4 nhưng mà em này là 3200, còn em kia là 2666. Cái thứ ba á, là sẽ về cái băng thông bộ nhớ, nó sẽ cũng sẽ lớn hơn. Cái thứ tư á, là về cái khả năng ép zoom, em này là 3.7GHz và em kia còn tầm 2.9GHz mà thôi. Rồi đến với bộ phận tiếp theo đi. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái command, đó chính là Asus RAM B450MA2. Thì em này này á, sẽ sử dụng là cái chip set là B450 này, và nó có những gì đặc biệt? Thì em này nó sẽ có những cái bộ tản nhiệt được tích hợp sẵn ở trong main luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có vô số những cái chân cắm fan, thì giúp cho anh em cắm rất là nhiều quạt xung quanh đây. Thì từ đó nó sẽ cho một cái luồng gió tốt hơn, tối ưu với nhiệt độ của PC anh em hơn rất là nhiều. Rồi thì em này nó sẽ có nhiều cổng cho anh em có thể gọi là kết nối những thiết bị của mình đó. Một cổng DVI này, một cổng VGA, một cổng HDMI và rất là nhiều cổng USB. Một cổng LAN, rồi jack 3.5 các thứ rồi đó. Rồi, thì di chuyển qua những bộ phận tiếp theo thì sẽ là về RAM đi. Mình sẽ sử dụng một cặp RAM đến từ nhà cập xe ha, mỗi thanh RAM 8GB, tổng cộng bộ PC chúng ta sẽ có 16GB RAM. SSD mình sẽ sử dụng một cái SSD từ nhà Patriot 250GB. Ngoài ra thì về tả, mình sử dụng một cái em tả từ nhà Deepcool. Còn một cái cây thì mình sử dụng một cái cây đến từ nhà Sigmatech. Rồi sơ lược qua MPC này như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi đến những cái phần test đó, xem thử là cái hiệu năng làm việc cũng như chơi game, như edit hình ảnh hay edit video nó sẽ như thế nào. Đi thôi. Biết tin gì chưa? Tại Mega đã có chương trình mua 2 sôi động cùng AMD. Khách hàng khi lựa chọn BBC tại Mega với CPU Ryzen hoặc là GPU AMD sẽ được một lượt tham gia vòng quay diệu kỳ, tỷ lệ trúng quà là 100%. Để biết rõ về cách thức tham gia, quý khách hàng vui lòng truy cập vào đường link ở phía bên dưới phần comment nha.
Rồi các bạn thấy những bài test của mình như thế nào về các tựa game là Liên Minh Huyền Thoại hay là Valorant? Liên Minh Huyền Thoại thì bạn đánh cũng hay, Valorant thì bắn toàn đầu đấy, thấy như thế nào? Nói chung cái trải nghiệm chơi game của mình đó thì nó cực kỳ mượt mà luôn, nó không xảy ra hiện tượng là drop FPS nè, hay là nó kiểu bị giật lag khi mà di chuyển chuyển cảnh rồi đó. Ngoài ra thì mình có test thêm một vài cái phần mềm khác như là Adobe Premiere nè, Adobe Photoshop cũng như là CapCut. Riêng về CapCut nha thì chắc chắn là nó sẽ dùng mượt mà, dùng tốt rồi đúng không? Vì CapCut là một cái phần mềm nó quá là nhẹ rồi. Còn đối với Premiere với lại Photoshop thì sao? Thì khi mà mình sử dụng á, thì đối với những cái tác vụ cơ bản á, thì máy vẫn hoạt động rất là mượt mà. Chỉ có một cái là cái đoạn mà xuất ra, export nó ra thì nó render nó ra thì nó sẽ ra hiện tượng là nó chạy chậm hơn so với lại những cái loại máy đắt tiền khác. Đó là điều đương nhiên. Còn đối với việc là sử dụng những cái mà kiểu làm chuyên sâu về những project lớn á, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra hiện tượng giật lag khi mà các bạn edit. Vậy nên các bạn sẽ cân nhắc xem thử là có nên mua bộ PC này không ha. Nhưng mà đối với mình nha, một bộ PC 8 triệu đồng mà các bạn đã có thể vừa làm việc vừa giải trí thì đó là vậy gọi là ổn mà đúng không? Và cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Bye bye, see ya.